Rồi chào anh em nha, tối nay mình lên cho anh em một full một bộ máy future 125 đời cao, full xăng điện tử, full đầy đủ đồ nha anh em. Một máy tình trạng này là máy cực đẹp, nói chung là máy VIP, thích hợp cho anh em về vô xe FI này kia hoặc là về vô những cái con xe mà đời thấp hơn ha. Thì đây mình về full bộ máy future 125 đời cao 26 nha anh em, 8/26. Chạy máy là nguyên zin, cực đẹp, bao nổ êm, không giọng hú. Giá cho bộ máy này mình bán là 8 triệu nha anh em, 8 triệu full đủ đồ cho cục máy cực đẹp, nói chung là đẹp hơn 95% cho cục máy zin thao xe ha. Máy thì nó sẽ đầy đủ đồ hết nha anh em, cục máy nè, cục máy full hồng xăng, hồng xăng co xăng, bô e, các chân máy, hệ thống tiết kiệm nhiên liệu, chống bay xăng, rồi full dàn điện sườn, eco, mô bin sườn, cốc đài, rồi sạc, nói chung là đầy đủ hết, giò đạp, giò số và thùng xăng lớn có nắp xăng, với lại full bộ bơm trong đây đầy đủ, anh em mua về lắp ráp là chạy thôi ha. Đó, full bộ máy cực đẹp này mình bán có giá là 8 triệu nha. Anh em nào hỏi về máy này alo mình nha, 0933996332. Đó, máy nguyên zin chưa đụng chạm một con ốc. Anh em nhìn cái màu nhôm đầu nòng là đủ hiểu cái chất máy ha, tuyệt đẹp. Full bộ máy này bán 8 triệu nha. Đó, bao anh em thầy thợ test đúng máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, chưa chạm một con ốc nào luôn, ốc tán là xanh lè, zin đẹp nha anh em, nói chung là đủ đồ hết. Anh em về lên gác lên sườn là chạy thôi, không cần phải suy nghĩ gì hết. Máy zin đẹp đẹp. Full bộ này mình bán là 8 triệu nha, 8 triệu cho full bộ máy đời cao 26 nha. Con này nè, tháng 8 26 nha anh em. Cột trong tải giống y chang liền, chưa có miếng gì hết. Rồi, máy tuyệt đẹp luôn. Giá thì mình bán là 8 triệu full đủ đồ từ A tới Z. Nào có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Máy phục chờ 125 đời cao 2016 cực đẹp, hàng zin đã xe Honda, giá là 8 triệu.